nghiệp giải trí Hàn Quốc, có rất nhiều nghệ sĩ đã đạt những thành công vượt bậc và tích lũy tài sản đáng kể. Và trong video này, Blog Giải Trí sẽ tổng hợp cho các bạn về danh sách những nghệ sĩ giàu nhất tại Hàn Quốc dựa trên thu nhập, giá trị tài sản và sự thành công trong các lĩnh vực như là âm nhạc, diễn xuất và kinh doanh các bạn nhé. 1. Kim So-hyun, 117 triệu USD. Dẫn đầu trong danh sách này là nam diễn viên Kim So-hyun với tổng giá trị tài sản ròng là 117 triệu USD, khoảng 2.744 tỷ đồng. Trang K-drama Star thì nam diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới cũng đang là diễn viên Hàn Quốc được trả cát-xê cao nhất hiện nay với 423.000 USD trên một tập phim, gần 10 tỷ đồng. Và bên cạnh đó, anh cũng được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo với rất nhiều hợp đồng đắt đỏ. Nam tài tử cũng đầu tư rất nhiều bất động sản, có thể kể đến như là căn hộ Galleria Forest rộng 218m² ở Sungso Đông, Seoul với giá là 335 triệu USD, 76 tỷ đồng. Và một căn hộ khác cùng tòa với giá là 2,5 tỷ won, 57,2 tỷ đồng. Và ngoài bộ sưu tập bất động sản thì Kim So-hyun cũng đam mê xe hơi. Vào năm 2015, anh sắm một chiếc BMW i8 trị giá là 186.000 USD. Đây chính là mẫu xe được tài tử Tom Cruise và Paula Patton đã điều khiển trong Mission Impossible 4. Kim So-hyun cũng là ngôi sao nổi tiếng phóng khoáng khi ủng hộ 423.000 USD cho các nạn nhân trong vụ thảm họa chìm phà Sewol vào đầu năm 2014. 2. Kim Jae-jung, 80 triệu USD. Thành viên JYJ gây bất ngờ khi đứng ở vị trí số 2 là thành viên với khối tài sản ước tính lên tới 80 triệu USD. Suốt hơn 20 năm hoạt động trong showbiz Hàn, thì Kim Jae-jung đã kiếm được số tiền không hề nhỏ từ việc hoạt động cùng với nhóm nhạc, solo, quảng cáo. Chưa kể, anh còn rất mát tay trong kinh doanh là đại gia bất động sản. Nam ca sĩ sở hữu rất nhiều căn hộ, biệt thự, trong đó chủ yếu cho thuê có thể kể đến như là căn hộ rộng 300m² với giá 2,5 triệu USD, hơn 57 tỷ đồng tại Samsung Đông. Tòa J-Line Building 7 triệu USD, hơn 160 tỷ đồng tại Suncho Đông. Căn hộ 2 triệu USD tại Seongsu Đông, hơn 46 tỷ đồng. Đồng thời thì Kim Jae-jung cũng sở hữu một loạt các quán cà phê, quán bar và nhà hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản như là Holic G-Bar, Cafe G-Holic, Cafe Coffee Koji. Ngoài ra, anh còn làm chủ thương hiệu thời trang là Modi và sở hữu bộ sưu tập siêu xe rất là đáng mơ ước như Lamborghini Murcielago LP 640 12 tỷ đồng, Bentley Continental 6,2 tỷ đồng, Audi R8 xấp xỉ 5,5 tỷ đồng, Rolls-Royce Grand 10,5 tỷ đồng, Ferrari 458 6,4 tỷ đồng. 3. Biren Kim Tae-hee, 72 triệu USD. Biren Kim Tae-hee, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, cũng được xếp vào danh sách những ngôi sao giàu có quyền lực nhất tại Hàn Quốc với khối tài sản ước tính là 72 triệu USD, khoảng 1.700 tỷ đồng. Và ngoài hoạt động giải trí, cặp đôi đang sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị, bao gồm căn biệt thự trị giá 11,1 triệu USD và tòa nhà trị giá 22,2 triệu USD. Hai căn nhà đều tọa lạc tại khu Cheongdam Đông cao cấp ở Seoul, Hàn Quốc. Chỉ riêng Ren, anh cũng có những thành tích kinh doanh đáng kể khi là chủ tòa nhà văn phòng, là phức hợp của các quán cà phê, cửa hàng rượu và phòng trưng bày nghệ thuật. Ngoài ra thì nam tài tử còn sở hữu một biệt thự 5,3 triệu USD, hơn 122 tỷ đồng và trung tâm thương mại trị giá 21,4 triệu USD, hơn 495 tỷ đồng. 4. P-Sai, 65 triệu USD. Ngoài thu nhập chủ yếu của P-Sai đến từ các hoạt động biểu diễn âm nhạc trên khắp thế giới, chỉ riêng với bản hit Gangnam Style thì chàng béo này đã thu được 20 triệu USD lợi nhuận nhạc số và lượt xem trên mạng. Trang cá nhân của nam rapper được trả khoảng 2.000 USD cho một số bài đăng quảng cáo. Ngoài ra, chủ nhân hit Gentleman còn ký hợp đồng làm người đại diện cho rất nhiều thương hiệu cao cấp như Sonic Drive-In, Wonderful Pizza Chico 5, Z-Dragon 55 triệu USD. Theo một báo cáo tài chính được dẫn trên trang Cosmopolitan, tài sản ròng của Z-Dragon hiện lên đến 55 triệu USD, gần 1.289 tỷ đồng. Trưởng nhóm Big Bang hiện đang sống trong căn penthouse ở Nairon, Hàn Nam, 244m², trị giá 303 tỷ đồng và sở hữu chiếc thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu, chỉ 0,05 dân số Hàn Quốc sở hữu.
Và bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng nắm trong tay rất nhiều căn hộ có giá trị khủng, như là căn hộ 70 tỷ đồng trong tòa Hanwha Garcia Forest, căn hộ 30 tỷ đồng ở Mapo, căn hộ 208 tỷ đồng tại khu Mắt Rabbit ở Seoul, phức hợp Untitled 2017 ở đảo Jeju. Anh cũng chi 21 tỷ đồng để mua tặng một ngôi nhà cho bố mẹ. Ngoài ra thì G-Dragon cũng là sao nam K-pop có bộ sưu tập giấy hộp đắt nhất ở xứ sở Kim Chi. Những giấy hộp có thể kể đến như là Rolls Royce Ghost 15 tỷ đồng, Rolls Royce Phantom đen, Bentley Continental GT sắp xỉ 7,8 tỷ đồng, Lamborghini Aventador màu trắng 13,2 tỷ đồng, Lamborghini Aventador LP7004 màu đen sắp xỉ 10 tỷ đồng, McLaren 650F Coupe 5 tỷ đồng. Và gần đây nhất, trang thủ lĩnh đa tài này cũng được cho là sở hữu chiếc Bugatti Chiron 90 tỷ đồng, chỉ có duy nhất 2 chiếc tại Hàn Quốc. 6. C1 Super Junior 55 triệu USD. Vừa xuất thân trong gia đình trâm anh thế Việt nổi tiếng tại Hàn Quốc, vừa là thành viên nhóm nhạc toàn cầu Super Junior đã giúp cho C1 tích lũy được khối tài sản 55 triệu USD, tương đương 1.289 tỷ đồng trong 15 năm hoạt động giải trí. Nam idol sở hữu rất nhiều bất động sản cao cấp tại Seoul và loạt siêu xe đắt tiền có thể kể đến như là 3 chiếc Audi R8 GT màu trắng, đen và xanh phiên bản giới hạn. Mỗi phiên bản chỉ sản xuất hơn 300 chiếc. Ngoài ra, nhiều nguồn tin còn khẳng định rằng Seoul sẽ thừa kế từ gia đình của anh một phần Hyundai Department Store, một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất tại Hàn Quốc. 7. Soji Sap 41 triệu USD. Gia nhập làng giải trí vào năm 1997 với hơn 20 năm hoạt động giải trí, không lạ khi mà Soji Sap cũng thuộc top những nghệ sĩ giàu nhất tại Hàn Quốc. Nam tài tử sở hữu khối tài sản ròng lên đến 41 triệu USD, khoảng 961,5 tỷ đồng. Ngoài thu nhập khủng từ việc đóng phim, quảng cáo, thì năm 2009, Soji Sap còn thành lập công ty giải trí 51K Entertainment, đem lại lợi nhuận hàng trăm tỷ won mỗi năm. Và bên cạnh kinh doanh giải trí, nam diễn viên 43 tuổi này còn kinh doanh thực phẩm, đồ uống. Anh là chủ của một cửa hàng cà phê mang tên Autosum Place by 51K. Ngoài ra, ngôi sao giày thủy tinh cũng sở hữu các bất động sản đắt đỏ như là tòa nhà gồm 3 tầng hầm và 15 tầng trên mặt đất ở khu Gangnam có giá 24 triệu USD, đã bán năm 2019. Căn biệt thự gần 5 triệu USD tại khu Hanam The Hills. 8. IU 40 triệu USD. Khối tài sản khủng lên đến gần 900 tỷ đồng mà em gái quốc dân có được ở tuổi 28 là nhờ sáng tác nhạc, tiền bản quyền, làm đại diện quảng cáo, đóng phim. Và bên cạnh đó, IU cũng sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị như là tòa nhà trị giá 3,9 triệu USD ở Gyeongchon, căn nhà 2 tầng trị giá 2,5 triệu USD ở ngoại ô Jangpyeong, căn nhà tại Eternal Chungnam, Seoul với giá 11,5 triệu USD. Ngoài ra, cô nàng cũng nhiều lần tặng quà đắt đỏ cho đồng nghiệp và thường xuyên làm từ thiện. Lưu ý rằng danh sách này của blog giải trí chỉ mang tính chất tham khảo. Tài sản của các nghệ sĩ có thể thay đổi theo thời gian và các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng những nghệ sĩ này đã đạt những thành công lớn, tích lũy tài sản đáng kể trong ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.